trong đôi mắt anh đã thấy được em về. Không phải anh mà là thằng khác thì em chê chê. Ra ngoài đường là chàng thường xuyên nhưng khi lên đường là mảnh thú. Cũng đã lâu rồi mình không gặp anh nhớ cặp ngực em ghê. Đã đêm thành phố cũng nổi đèn. Anh với em thì trong phòng ngủ em thì vẫn đang thổi kèn. Anh thân ước ác cùng tiếng rên em vang vọng. Ở trong căn phòng sang chẳng kế bên cửa sổ không kéo rèm nè. Cho anh hỏi không phải anh thì ai trong. Em thấy bế tắc thì đêm nay anh khai thông. Anh đã cho vào thì bên trong em bùng nổ. Đôi hai ta sẽ cùng khẩu. Anh đặt bàn tay này ngay mong bay về. Anh cần một sự kích thích. Đôi hai ta sẽ giảng hòa hết mọi sự xích mích. Anh ở đằng sau nắm tóc và nắm tay. Những câu cũ khoe thật bự nên đã làm em phải đắm say. Em cho anh biết ngoài khi anh xích thì như nào mới là phê. Trời dâm mà vẫn kêu được con biết. Bởi vì anh đây không tiếc vốn từ để làm cho em mê. Ây da, còn với em thì chắc anh chẳng cần nói. Ở bên em thì cứ phê khỏi cần chối. Nói về cơ thể em thì chắc là dũng đành hơn. Chống đỡ vòng một của nàng còn nặng hơn cả ngũ hành sơn. Cái gì thì nó cũng có khởi nguồn. Muốn được leo lên đầu anh ngồi em phải chịu khó cởi chuồng. Mong em đủ tuổi, anh không muốn bị bắt giam. Đêm nay anh trôi qua hầm giống như chuyến tàu vào Bắc Nam. Nói đi, nói yêu anh đi về. Nếu như em muốn rẻ phải thì cứ xin nhà anh đi về. Đêm nay em muốn ngủ lại hay muốn anh đưa em về. Nếu như em thích cảm giác mạnh thì anh đưa xe vô lệ. Tại sao em còn vẫn là cần mà anh lại phải cứ cuốn lấy. Em nói sẽ cho anh thấy được những gì mà anh đang muốn thấy. Cơ thể em thật gợi cảm, anh chỉ biết chửi không thôi. Vòng ba em thật căng tròn vòng một như bưởi năm rồi. Hết phần rồi. Nghe beat trôi xíu nha. Let's go. Prophetessa Productions. Harmonia. Trong đôi mắt anh đã thấy được em về. Không phải anh mà là thằng khác thì em chê chê. Ra ngoài đường là chàng thường xuyên nhưng khi lên đường là mảnh thú. Cũng đã lâu rồi mình không gặp anh nhớ cặp ngực em ghê. Đã đêm thành phố cũng nổi đèn. Anh với em thì trong phòng ngủ em thì vẫn đang thổi kèn. Âm thanh ước ác cùng tiếng rên em vang vọng. Ở trong căn phòng sang chẳng kế bên cửa sổ không kéo rèm nè. Cho anh hỏi không phải anh thì ai trong. Em thấy bế tắc thì đêm nay anh khai thông. Anh đã cho vào thì bên trong em bùng nổ. Rồi hai ta sẽ cùng khẩu. Anh đặt bàn tay này ngay mong baby.